Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Kính chào quý anh chị khách hàng đã quay trở lại kênh của Cường Sài Gòn Auto. Thì hôm nay em xin giới thiệu khách hàng một bên em có mới về một cái con xe rất là phù hợp cho anh chị khách hàng nào thích dùng xe 6 đến 7 người nhưng mà đăng ký được tới 8 chỗ và băng ghế hàng sau rất là rộng rãi. Thì đây, hôm nay em xin giới thiệu đến anh chị đó dòng xe Innova. Đây là phiên bản Venturer thể thao. Phiên bản thể thao anh chị ha. Thì xe này được sản xuất năm 2019. Xe này hiện đang là pháp lý công ty xuất hóa đơn chị ha. Thì xe này đang chạy với số km là 53.401 km. So với đời 2019 đến nay là 3 năm thì với số km vậy thì xe này còn rất là đẹp anh chị ha. Chủ đi rất là giữ rình, rất là kỹ lưỡng, hầu như là chỉ đi công tác thôi, giống như là chở ship đi công tác vậy đó. Em xin quay tổng thể xe qua để cho anh chị xem sơ qua rồi bắt đầu em đi chi tiết anh chị ha. Đây, xe đã có dán thu phí tự động. Đây, xe thì hiện tại đang có màu sơn là màu đen và ghế của nó đang cũng đã được trang bị bộ ghế da màu đen rất là đẹp. Đây anh chị xem mâm đi mới có năm mấy ngàn cây thôi, mâm vẫn còn rất là tốt, gai này còn đủ gì ha. Đây là mâm zin của xe, gần như là chưa không có chạy gì nhiều. Mâm đó là mâm của phiên bản thể thao à. Đây xe này được trang bị bộ body kit zin anh chị ha, Innova Venturer. Đây xe hầu như là chỉ có một vài vết xước nhẹ sơn thôi, hầu như là rất là đẹp. Xe thì đã về bên em đã được đi spa là rất là đẹp. Đó. Dạ rồi em xin giới thiệu chi tiết về xe. Thì xe nó được các chi tiết mạ chrome từ viền đèn cho tới phần đầu à. Nhìn xe rất là sang trọng và đẹp. Đó, anh chị thấy các viền mạ chrome không đó. Thì xe này là có biển số Thành phố Hồ Chí Minh anh chị khách hàng ha. Rồi thì để em quay sơ, đây là đăng kiểm với lại phí quản lý đường bộ của xe này tới tháng 5 2023. Thì anh chị mình mua về á, mình chỉ đi không có cần phải tốn thêm tiền, tới giữa năm sau mình mới đi đăng kiểm tiếp. Rồi mời anh chị vào khoang nội thất ha. Ở đây hay xe 52.431 km. Đây là chuẩn Euro anh chị ha, bên em là nói không với tua và full lịch sử hãng. Đây vô lăng nó sẽ được bọc gỗ rất là đẹp. Xe thì cũng được trang bị cơ bản như là camera hành trình nè, lót sàn, đã được lót sàn silly nguyên xe anh chị ha, rất là sạch sẽ. Đây chủ đi rất là dữ, chủ anh chị xem được có viền đèn nè, viền đèn trước sau rất là đẹp, nhìn xe rất là sang trọng. Đó, anh chị nhìn cái tắp lô vẫn còn giống như là xe zin hãng mới ra, không có một vết chày hay là bị bạc màu gì anh chị ha. Đây là vị trí cần số cánh tay. Đây vậy cho anh chị xem bộ ghế da, đây may rất là đẹp, ghế còn rất là mới luôn, không có gọi là bị nhúng hay bị chày xước gì đó anh chị ha. Đây ở trên trần thì rất là sạch, không có một vết dơ gì hết cả. Phải nói là chủ xe này đi rất là kỹ, hầu như là chắc chỉ để chở, em nghĩ là chắc chủ cũ đi chở giám đốc đi thôi quá. Đây anh chị xem tất cả chi tiết nhựa hầu như là bóng đen bóng loáng giống như là mới xưởng. Đây xe này thì đã được làm thêm là dán phim kích nhiệm cho gắn về che mưa chính hãng của Toyota. Ở đây tiến tới hàng ghế sau. Đấy chiếc hàng tới hàng ghế sau, xe này đăng ký được tới 8 chỗ gì ha, ngồi hàng ghế sau rất là rộng rãi đó. Em bật xuống cho mình xem ạ. Đây rồi xe thì nó có cả một cái bậc để mình có thể mình công việc, mình đang ngồi đi công việc đổ đựng nước rất là tiện lợi nha. Đấy nước viết bút lại trên xe, mình có ghi cái gì đó thì mình có bàn để mình làm việc trực tiếp luôn. Dạ
quay cái cốp của mình. Này, cốp thì trợ lực lên rất là nhẹ. Rồi mình đóng cái chi tiết ốc khác, hầu như là những con ốc đây còn nguyên zin cả, chưa có tháo ra. Xe này phải nói chủ trước đi rất là kỹ lưỡng, xe phải nói là rất ken vậy nha. Đối với xe mới hiện tại lăn bánh là cũng là gần hơn 1 tỷ anh chị ha, thì so với ba năm thôi cũng không có thay đổi nhiều, thì mình chỉ bỏ ra tầm khoảng là con xe này hiện tại bên em có giá bán là 760 triệu. À đó, để mở nắp capo cho anh chị khách hàng xem ha. Đây vị trí mở nắp capo, so với giá 760 triệu thì rất là lợi. Mình mua về chỉ sử dụng không phải tốn phí gì cả đó. Mà với con xe đẹp như thế đó, anh chị xem qua đây, về máy móc rất là mới, hầu như những con ốc này, đây những con ốc chi tiết máy còn phải nó gọi là còn zin luôn á anh chị. Này, đó, để xem qua cái đường zin của xe đây, nó khoang máy rất là đẹp. Yeah. Rồi, anh chị mà cần thêm để xem xe trực tiếp hay cần thêm thông tin chi tiết thì xe này bên em vẫn có vay, hỗ trợ vay luôn anh chị ha. Thì anh chị khách hàng nào mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em với số điện thoại phía bên trên là Cường 0901426942, và địa chỉ hiện tại là 40 Lương Định Của, phường An Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, anh chị liên hệ với em để xem xe trực tiếp và thương lượng giá cả nha. Xe này thì đang bán giá là 760 triệu ạ. Thì ngoài ra bên em là có trao đổi thu mua định giá tất cả các dòng xe, tất cả cái dòng, tất cả các hãng luôn nha, đã qua sử dụng. Thì anh chị nào mà có nhu cầu mình muốn bán xe nè để mình thu hồi vốn, hay là mình muốn đổi một dòng mới hơn, thì cứ liên hệ trực tiếp với em, kết bạn Zalo qua số điện thoại 0901426942 là để gửi hình ảnh và em thẩm định giá, sau đó em tới tận nhà, rất là thủ tục nhanh gọn lẹ, không phải mất thời gian của anh chị ạ. Dạ. Xin chào quý anh chị khách hàng ạ.